Câu trả lời đúng là tìm một yêu cầu tương xứng để đổi lại với bên B. Và tại sao? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần lý thuyết. Cách xử lý chiến thuật cứng rắn cơ bản. Thương lượng phân bổ có những chiến thuật cứng rắn. Chắc hẳn các em đã đi mua hàng và người bán hàng nói luôn là hàng đúng giá, không thương lượng, không mua thì thôi. Và em vẫn thích món hàng đó, vậy chúng ta nên xử lý thế nào? Người bán hàng đã sử dụng chiến thuật cứng rắn. Và cuối phần này sẽ giúp bạn hiểu chiến thuật cứng rắn là gì và cách xử lý chiến thuật cứng rắn như thế nào. Thứ nhất, chúng ta có thể bỏ qua, không quan tâm, coi như không có. Hai, chúng ta có thể thảo luận, đối diện trực tiếp để thương lượng. Ba, chúng ta có thể đáp trả tử tế, gửi lại yêu cầu tương xứng. Và cuối cùng, chúng ta có thể hợp tác với đối tác. Cách thức này dựa trên cách tiếp cận là tấn công một người bạn thì khó hơn là tấn công một kẻ thù. Nếu ủy ban nhân dân nhấn mạnh điểm chung với công ty B như là cùng bị hạn hẹp ngân sách và đổ lỗi cho thầy cuộc về sự khủng hoảng, từ đó ngăn cản công ty B dùng chiến thuật như mè nheo đòi thêm tiền. Sau đây là những chiến thuật cứng rắn cơ bản. Thứ nhất, cảnh sát tốt, cảnh sát xấu. Thứ hai, chiến thuật bóng cao, bóng thấp. Thứ ba, chiến thuật ma quỷ. 4. Chiến thuật nhấp nháp. 5. Chiến thuật con gà. 6. Chiến thuật về sự đe dọa. 7. Chiến thuật về sự hung hăng. Và 8. Đó là sự lừa dối ngọt ngào. Do thời gian có hạn nên tôi chỉ xin hướng dẫn một số chiến thuật phổ biến cơ bản và cách đối phó. Chiến thuật 1. Cảnh sát tốt, cảnh sát xấu. Một người đóng vai trò là cứng rắn, một người đóng vai trò là mềm mỏng để dễ dàng đạt được thỏa thuận. Ví dụ, tôi đã chứng kiến một gia đình bên bán, chồng thì rất cứng rắn, không chịu nhượng bộ, không chấp nhận yêu cầu nào của bên mua, trong khi vợ thì rất mềm mỏng, nhẹ nhàng và cuối cùng đôi vợ chồng đã được một thỏa thuận rất tốt, tốt hơn cả điểm mục tiêu của họ. Với chiến thuật này, chúng ta phải đối phó như sau. Chiến thuật này thực ra rất dễ phát hiện nếu lặp đi lặp lại, nên chúng ta nên chủ động thông báo về việc đã biết để bên kia không thực hiện tiếp chiến thuật này nữa hoặc giữ lập trường cứng rắn. Ví dụ, nếu bạn là người mua nhà, phải cứng rắn về lập trường và chỉ cho họ biết rằng bạn đã biết về họ đang dùng chiến thuật như vậy để họ không tiếp tục nữa. Thứ hai là chiến thuật nhấm nháp. Đó là đề nghị một số nhượng bộ nhỏ. Ví dụ, khi bạn mua com lê thì bạn đòi hỏi thêm một cái calavat. Và cách đối phó, luôn luôn trước vấn đề xem bên kia có muốn gì nữa không và chuẩn bị một đề nghị nhỏ để đáp trả lại thêm mong muốn của bên kia. Vụ việc minh họa giữa công ty B và ủy ban nhân dân A là sự minh họa cho chiến thuật nhấm nháp. Công ty B đã dùng chiến thuật nhấm nháp đòi thêm một số lợi ích quan trọng. Ủy ban nhân dân lúc này nên chuẩn bị một đề nghị nhỏ tương xứng, ví dụ như là đòi thêm thời hạn bảo hành để đổi lại đề nghị của B, hoặc ngay từ đầu ủy ban nhân dân A phải chốt các mong muốn với B. Tôi đã từng chứng kiến cuộc mua bán nhà dai dẳng và mệt mỏi vì bên mua không ngừng đưa ra các yêu sách trong suốt cuộc đàm phán. Dù các yêu sách đó không quá khó và cũng không quá ảnh hưởng đến lợi ích của bên bán, nhưng làm cho bên bán cảm thấy rất mệt mỏi và cảm thấy bị lợi dụng, khả năng cao dẫn đến bên bán sẽ muốn rút lui cuộc đàm phán. Chiến thuật nhấm nháp này sẽ là con dao hai lưỡi nguy hiểm, các bạn nên cân nhắc.